Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đến với chương trình Vườn Đọc do câu lạc bộ Ngôn Ngữ và EQ thực hiện. Trong chương trình Vườn Đọc số 10, chúng mình sẽ tìm hiểu câu chuyện trong cuốn sách Bầu Trời Màu Xanh Ve của tác giả Đinh Thị Thu Hằng, câu chuyện Hạt Nắng. Các con có suy nghĩ tại vì sao tác giả lại đặt tên cho câu chuyện là Hạt Nắng mà không phải Tia Nắng hay Ánh Nắng không các con nhỉ? À, chắc có lẽ có điều gì đó thú vị cần chúng mình khám phá ở đây. Vậy thì còn chần chừ gì mà chúng mình không cùng nhau tìm hiểu câu chuyện Hạt Nắng các con nhé. Câu chuyện Hạt Nắng. Có một hạt nắng vừa được sinh ra từ tim mặt trời. Nó tung tăng bay nhảy khắp nơi. Ôi, thế giới thật là kỳ diệu. Núi non trùng điệp, mờ mờ sương răng, và thảo nguyên bát ngát đầy hoa thơm cỏ lạ, đẹp như một bức tranh. Mải chơi quên cả thời gian, sập tối lúc nào không hay. Mặt trời cưỡi trên cỗ xe ánh sáng đi về phía bên kia bầu trời. Hạt nắng mới rối rít chạy theo thì không kịp nữa rồi. Bịch, hạt nắng rơi tõm xuống đất. Đêm xuống nhanh, hạt nắng lang thang vào thành phố. Lạ thật, trên đường, trong từng ngôi nhà, hạt nắng thấy vô số những mặt trời lớn nhỏ, đủ màu xanh, đỏ, lại nhiều hình dáng tròn, dệt, tuyệt đẹp. Hạt nắng không biết rằng đó chính là những bóng đèn điện. Chà, ở đây đêm cũng sáng như ngày. Chắc chẳng ai thèm để ý đến một đốm sáng còn con như mình đâu. Chít, chít, chít. Tiếng động gì lạ thế nhỉ? Hạt nắng chăm chú nhìn. Nó thấy một con vật bé nhỏ có bộ lông màu xám đang bò ra từ một lỗ thủng ở chân tường. Trông hạt nắng, con vật thò tay bắt mãi mà không được. A ha, hạt nắng bật cười khanh khách. Không bắt được tớ đâu, tớ là hạt nắng, có thể chiếu xuyên qua mọi vật kia mà. Con vật ngồi phịch xuống đất. Chít chít, đói quá, lấy gì mà ăn bây giờ? Hạt nắng tò mò. Cậu bị đói à? Tại sao thế? Con chuột xanh ma giả vờ thở dài. Loài người ấy mà, họ keo kiệt lắm. Họ làm ra rất nhiều thức ăn rồi đem giấu đi hết, không chia cho chúng tớ lấy một miếng. Bố tớ, mẹ tớ, cả tớ cũng bị đói, mà nhà tớ lại có mấy đứa em mới sinh. Hạt nắng mủi lòng. Làm thế nào bây giờ? Đôi mắt con chuột lóe lên sự tinh quái. Họ cất thức ăn trong nhà bếp. Ở đó tối lắm. Cậu là hạt nắng, biết chiếu sáng. Cậu soi đường cho tớ kiếm chút thức ăn cho các em nhỏ của tớ nhé. Hạt nắng sung sướng gật đầu. Thế là con chuột tha hồ vơ vét thức ăn, vừa nhai ngấu nghiến, vừa cười hình hạch khoái trá. Hạt nắng ngu ngốc, nhưng nhờ mày mà tao no bụng. Đúng lúc đó, wow, wow. Các em đoán xem, đấy là tiếng kêu của con vật gì? À, bắt quả tang tại trận, phen này hết chỗi cãi nhé. Con chuột cuống quýt lủi nhanh đi. Hạt nắng không hiểu chuyện gì cũng vội chạy theo, vừa chạy vừa hỏi tại sao lại phải chạy. Con chuột thở hổn hển, thì đi ăn trộm, bị lão mèo rượt, phải chạy chứ sao. Té ra là cậu, cậu. Hạt nắng xấu hổ chạy bay vút đi. Nó lủi thủi đi tuốt ra bờ biển. Biển đêm vắng lắm, chắc sẽ chẳng ai biết được rằng nó vừa giúp con chuột đi ăn trộm. Gió ràn rạt thổi, hạt nắng bé tí phải cố gắng lắm mới không bị đánh bạt đi. Nép mình vào một tán phi lao, định ngủ một giấc, thì hạt nắng trông thấy một cô bé đang cầm đèn bão hướng ra phía biển xa.
Rong à, về đi con, đêm nay gió lạnh lắm, không khéo cảm lạnh đó. Một bà cụ từ trong làng đi ra. Cô bé quay lại: bà Năm về trước đi, đêm nay tối trời, con thắp lửa làm mốc cho thuyền ông nội nhìn thấy, biết đường mà về đất liền. Ông ra biển một tuần rồi, con nhớ ông lắm. Chiếc đèn bão tự nhiên leo lét dần, hình như cái đèn cạn dầu rồi. Cô bé cuống quýt lo lắng. Hạt nắng liền bay đến, đậu xuống tiêm đèn. À, cái đèn sáng rồi. Bà Năm biết không, chỉ vì không ai thắp lửa làm mốc mà thuyền ba con bị lạc luôn trên biển. Giờ con chỉ còn có ông nội. Bà cụ xoa đầu cô bé. Ừ, bà Năm cũng ở lại với con cho vui. Gió biển vẫn ràn rạt thổi. Ở trong đèn bão, hạt nắng cảm thấy mình ấm áp vô cùng. Nó tự nhủ sẽ cùng cô bé thức suốt đêm nay đợi ông về. Vậy là chúng mình vừa được nghe một câu chuyện rất thú vị và ý nghĩa về bạn nhỏ hạn nắng, đúng không các con nhỉ? Câu chuyện cho các con một bài học, đó là chúng mình hãy luôn biết giúp đỡ và yêu thương mọi người, nhưng chúng mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động một việc nào đó các con nhé. Hẹn gặp lại các con ở vườn đọc số tiếp theo. Xin chào.